Qua cái đóng băng này nè mà. Mà mình nói sơ qua nha, cái này là băng 10 có nhạc. Đây là băng 10 có nhạc nha. Tất cả mấy cái này là cái reel là reel Scott xịn hết luôn nha. Đó. Ok chưa? Còn cái này là băng 7 có nhạc nha. Có loại 4 track và có loại 2 track luôn. Dưới mình quay lại. Còn cái cọc này là băng, đây là băng Mỹ Scott luôn này. Reel xịn luôn nha. Một miếng như thế này là 650 ngàn nha. Anh em nào chơi thì tranh thủ nha. Đây mình mới thêm một mớ nữa này. Cái đây nhựa thì anh em bỏ lại cũng được. Lấy mấy cái nhôm này nè. Đó. Tất cả là có sợi băng hết nha. Anh em vừa xài được thì xài nha. Ok chưa? Đó. Bên đây cũng vậy nha. Là cũng là Scott với Ambed. Cái đặc của Ambed này. Số Ambed của Mỹ luôn nha. Ở đây mình có 16 cuốn. Anh em nào lấy hết cọc đây thì mình bao ship luôn cho. Thích bán cọc vậy luôn nha anh em. Đó, có sợi đàng hoàng nha. Sợi mà anh em xá đó, anh em làm gì anh em làm nha. Thu gì đã thu sợi này, thấy chưa? Sợi ok nha. Không có bị đứt cái gì hết nha anh em. Nhạc thì nhạc nước ngoài tầm lum hết á, anh em cứ nghe được thì nghe, còn anh em thâu lại thì thâu nha. Chứ mình là mình bán cho mình chịu không có nói nha anh em. Không có kiểm tra từng cái nữa đâu, có mấy mười luôn nè, nhưng mà không có bao giờ mà nghe đâu. Mình là mình bán không nha anh em. Đó, ok chưa? Mình cũng giải thích cho anh em nắm là cái tình trạng là như vậy đó. Logo nằm dưới nha, chắc ăn luôn nha. Ok chưa? Mấy cái này thì anh em khỏi lo rồi. Còn giá thì anh em cứ cân đối đi, ở trên thị trường thì đó nó có giá rồi đó. Chứ giờ mình nói mét rẻ thì nó không chính xác đâu, anh em cứ tham khảo nha. 650 ngàn nha, 16 cuốn. Ở đây về vô cái cục ra tiếp này, ở đây là mình có 20 miếng. Cũng của Mỹ luôn. 100 ngàn một miếng nha. Cái cục đây là 2 triệu nha anh em. 2 triệu nha. 2 triệu cái đống này nha. Ok chưa? Tất cả là của Mỹ hết nha anh em. Xương là nó còn không có bị bỡ nha. Mấy cái xương thì anh em yên tâm nha. Chắc cũng không có cái nào bỡ đâu. Mình lấy ngẫu nhiên thôi coi. Này anh em thấy không? Mấy cái sợi đây anh em vừa anh em tận dụng thì em tận dụng này cho demo cái sợi cho anh em xem thử này. Đó. Anh em là vọc vạch hay là thu chơi chơi cái gì đó. Còn anh em mà trình cao mà thu bán lại muốn thì tùy nha. Đó. Thấy chưa? Đó. Xưa tay nó xài nữa, nó có ghi đó. Anh em vừa có những cái nhạc hôm nay anh em muốn nghe thì nghe lại nhạc hồi xưa của người ta đó. Rồi 20 miếng là 2 triệu. Cái đây 650 ngàn một miếng. Anh em lấy hết cái cục đây 16 miếng, bao ship luôn. Nói chung cục nào cũng bao ship được, cục đang bao ship được luôn. Chỉ có mấy ông này thôi. Mấy ông này là anh em lấy ví dụ như 2-3 cái thì mình bao ship cũng được. Đấy. Còn băng, mấy cái băng mà có nhạc hay là anh em nghe mà đừng làm đứt dây nha. Nó bị trục trặc thì mình đôi cái khác cho anh em được. Vậy thôi. Bên này thì Dạ Lan với lại Thế Linh nha. Hai thương hiệu đó thì anh em cũng quá rành rồi đúng không? Dưới số mới. Đây. Ok chưa? Cũng Scott luôn nha. Cái này Scott gan gà này. Được chưa? Nói chung là các chủ đề là cũng gần như là đủ đủ nha. Mấy chủ đề quen thuộc nha. Còn anh em nào cần đặt thu hay cái gì nữa anh em cứ liên hệ mình nha. Mình đưa cái số qua bên lò làm luôn. Ok chưa?